Trời ơi, nguyên cái thẻ vàng luôn hả? Ồ, nguyên một cây vàng. Cái này làm quà cho mấy anh nè, mấy chú thích lắm nha. Đẹp quá ha, uống xong cái mình để cái bình mình trưng trong tủ cũng rất là đẹp luôn. Cái này trưng để may mắn nè, Tết đem tiền vô. Đó, mỗi một ông là ôm một cái thỏi vàng cho mình nha. Sao bắt nhầm dê vậy? Trời ơi, bóc nhầm dê, dê này dê 35 hay 75 chắc tư xài thành đó. Cua đang giảm giá rẻ, cô chú anh chị và các em ơi. Hello cô chú anh chị và các em. Bữa nay Black Friday, mọi người cứ đi shopping không nè. Úc với anh Tư xài thành trên đường đi shopping, đi Costco để mua một ít đồ giảm giá. Hôm nay là ngày lễ đặc biệt thì tất cả mọi nơi sẽ giảm giá mạnh hơn là những ngày lễ thường cũng như là ngày thường nha. Thì lái xe từ nhà Út tới Costco này là khoảng 35-40 phút lái xe, đi xa hơn mọi khi Út hay đi. Coi chỗ này có cái gì đặc biệt hay không. Thì họ nói là mới mở tầm khoảng 2 tuần trở lại nha. Bây giờ Út dẫn mọi người cùng đi Costco với Út bữa nay ha. Trong này có khu cơm tấm thanh nữa nè. At the next stop sign, turn right. Lễ cho nên bà con tranh thủ đi mua đồ giảm giá nè, thấy không? Ai cũng đi mua giờ này buổi sáng nha. Mà người ta đã đi, người ta ra hết rồi. Costco ha, lúc nào cũng đông, ngày thường cũng đông. Bữa nay lễ chắc đông hơn nè. Anh cầm đi. Thank you. 55 inch mà có 259 đồng à. Giờ tivi rẻ ha. Hồi xưa mua mắt thấy mồ luôn. 85 inch 2229. Wow, nguyên một dãy monitor này đang giảm giá rẻ nè cô chú anh chị và các em. Mấy cái tờ giấy vàng này là giảm giá nha. Cái này đẹp nè. Wow, 999 đồng, 99 giảm 250 đồng luôn. Còn 749 đồng 99 nè, tháng 12 ba tây mới hết hạn nha. Rồi bên đây nữa, hiệu Samsung 27 inch. Giảm 50 đồng, còn 99 đồng 99 nè. Rẻ quá ha. Đây, Út quay gần mấy cái giá cho cô chú anh chị và các em cần thì mua nha. Tranh thủ mua lễ Black Friday cho nên có giá đặc biệt nè, chứ thường không có mấy cái giá này đâu nha. Nguyên một dãy này là giảm giá hết luôn. Đồ điện tử đang giảm giá. Cái đồ chót nè, all in one ha, 49 đồng 99 giảm 10 đồng, còn 39 đồng 99. Máy giặt đang giảm giá nha. Của hiệu LG. Wow, thấy cũng rộng lắm, anh mở ra thử coi anh. Rộng lắm nha. Giảm 50 đồng off, còn 549 đồng 99. Tháng 11, 29 tây hết hạn. Còn máy sấy thì cũng bằng giá luôn nha. Giảm 50 đồng off nè. Wow, cái laptop này giảm 500 đồng off luôn nè. Còn 1299 đồng 99 nha. Tháng 11, 27 tây hết hạn. Hiệu này 16 inch nè. Út cũng muốn mua cái 16 inch. 16 inch là vừa, 17 thì lớn quá, mà 14 thì nhỏ quá. Này cũng được, dễ thương ha. Ông địa ông thần tài nha. Cái này là mua về trưng ở trong nhà cho may mắn. Tết Việt Nam, Tết người Hoa rồi đó, mình về mình trưng nha. Cái này là cái gì? Năm ông. Ông thần tài đó. Đẹp chưa nè. Bao nhiêu một hộp này? Hộp này á là 39 đồng 99 nha, một set. Thỏi vàng,
này vàng nè. Vàng giả. Dễ thương không? Cái này mà để phước giống như đó. Thì đó ông mình tại đến năm ông lặng. Mình chưng đó á, mình chưng ở trong nhà mình đó. Mỗi một ông là ôm một cái thỏi vàng cho mình nha. Ông này ôm vậy đó. Ôm đi, ông này ôm có vô vàng không? Bên đây là bán quần áo nè. Mùa lạnh rồi thì họ bỏ ra rất là nhiều đồ, đặc biệt là đồ cho Christmas nè. Ấm lắm nha. Bộ đồ này có 14.99 nè, cho phụ nữ nè. Giảm 5 đồng off nha, tháng 12 ba tây hết hạn. Vải mềm, ấm lắm, nó dạng nỉ đó. Còn mấy cái quần này là quần thun, quần legging á. Cũng đang giảm giá luôn nè. Còn 11.99 cho cái quần thun, quần bó nè. 12.99 cho một cái áo như vậy. Mềm, ấm. Úc thấy có cái áo lạnh này tốt nè. Wow, đẹp quá nè. Giữ ấm tới 32 độ luôn nha. Mà có 19.99 à, giảm 10 đồng off luôn. Tháng 11 27 tây hết hạn. Úc thấy áo dạng này mà mềm lắm, mặc vô dễ chịu nè. Có nhiều loại áo như giống như vậy, mình mặc vô nó cứng khó chịu lắm. Có nguyên một cái nhà nhỏ nhỏ dễ thương chưa nè, để mình trưng Christmas nha. 99 đồng 99, cô chú anh chị và các em. Có ông Santa với lại snowman đứng trước nhà nữa ha. Kế bên có cây thông hả? Này cái gì vậy? Cái vàng nữa. Trời ơi, nguyên cái thẻ vàng luôn hả? Ồ, nguyên một cây vàng. Cái này mình mua mình tặng lễ Christmas, New Year đồ cũng được nè. May mắn nha. Bao nhiêu ounce sao vậy? Cái này mấy cây luôn. Mấy chục cây vàng nó nằm trong cục đấy. Cái này đẹp lắm nè. Wow. Có đồng tiền. Đẹp quá nè. Bao nhiêu tiền nè? Cái này mình mua mình cho gift được đó. Chọc Tư Sài Thành nói nguyên thẻ vàng, chứ thật ra đây là chai rượu nha cô chú anh chị và các em. Rượu whisky nè, 750ml, 39.99 ha. Rồi kế bên đây là loại khác nữa. Dạ yeah. Wow, có hai loại, ba loại. Và ba loại luôn. Đây loại này mắc tiền nhất nè. Thì một loại á là 39.99, loại 46.99, loại này 129.99. Nó cũng nặng. Ôi trời, nó cũng nặng. Lỡ rồi, khỏi luôn đi. Wow, đẹp quá ha. Cầm lên cây Tư Sài Thành. Đẹp quá ha. Uống xong cái mình để cái bình mình chưng trong tủ cũng rất là đẹp luôn. Christmas coming. Mấy cây Christmas tree đang giảm giá luôn. 100 đồng off luôn cô chú anh chị và các em ơi. 7.5 feet nha. Còn 379.99. Có đèn sẵn luôn. Nhưng mà cây này giả. Giả thì mình cứ chưng hoài luôn, xong rồi mới mốt hết lễ á, mình bỏ vô thùng lại, năm sau chưng tiếp. À, cái này là cái vòng cũng dễ thương nè ha. Để mình để xung quanh cái cây thông á, giảm 10 đồng off. Còn 39.99, 20 tây tháng 11 hết hạn nha. Mấy cái vòng hoa nè, người ta kết lại từ những cái cây thông thiệt ha, cho Christmas. 19.99. Đẹp ha. Thích nhất là mấy cái trái đỏ nè, với lại mấy cái bông thông ha. Bên đây là mấy cái cây màu đỏ để mình trưng. Bốn chậu nhỏ 22 đô. Chậu lớn là 18.99. Qua coi bông lan nha. Ồ, lan 14.99 nè. Bữa nay lan tươi cô chú anh chị và các em ơi, đẹp. Wow, chậu này á là tới 3-4 nhánh bông, đẹp luôn. Giờ đi coi cái gì nữa đây.
Tư Sở Thành kiếm mấy cái đồ độc độc mà. À đây là rượu 12 con giáp thứ hôm bữa Út mua đó. Costco ở đây á, là người ta để mấy cái vali rượu ở đây rồi người ta mở ra sẵn một cái mẫu cho mình xem. Còn hôm bữa Út đi Costco ở kia là họ để trên cao, mình không có thấy rõ được, cũng như là không có quay cận cho cô chú anh chị và các em xem. Thì bữa nay Út quay luôn nha. Một cái chai rượu á, là một hình tượng của một cái con thú 12 con giáp đó. Giống như con này là con gì đây? Con này là con gì đây? Con ngựa nè, dễ thương con chưa? Con dê. Con dê. Bé. Bé nha. Dễ thương chưa nè? Chưa, giờ sao bắt nhầm con dê vậy? Trời ơi, bóc nhầm dê, dê, dê này dê 35 hay 75 chắc Tư Sở Thành đó. Còn này con gà dễ thương chưa nè. Ôi ôi, cái này con gắn. Cái này mà mua đem về Việt Nam ha, mình tặng cho mấy anh của mình ở Việt Nam á. Ai tuổi con gì thì bóc con đó nha. Chắc mua thêm cái anh này. Mua thêm đi để mình đem về Việt Nam. Hôm bữa mua cho Tư Sở Thành. Đó, mấy anh của Út ở Việt Nam mà xem video này á thì vô bấm like cho Út nha, thì Út sẽ tặng cho một chai. Đây, trời ơi, cưng chưa? Cưng ha. Thì vali rượu này có giá là 129.99 đó cô chú anh chị và các em. Cái này là cái vacuum, là cái máy hút bụi đang giảm giá cô chú anh chị và các em. Giảm 20 đồng luôn nha. Còn 79.99, tháng 12 ba tay mới hết hạn nè. Cái này gọn ha. Đó, người ta để cái mẫu cho mình coi luôn. Cái này cái gì? À, cái này là máy nóng và máy lạnh, máy heater đó, cái heat với lại máy quạt luôn. Hot and cool nè. Hiệu Dyson Good. Hiệu này là có tiếng lắm anh. Mắc lắm á. Dạ. 549.99 nè mà giảm 120 đồng. Còn 429.99. Tháng 12 ba tay hết hạn. Dạ, sắp hết rồi, còn 3 cái. Mấy cái đèn LED light đang giảm giá nè cô chú anh chị và các em. Loại này mình treo ở sau vườn ha, cho nó đẹp nè. Thì giảm 10 đồng off luôn, còn 29.99. Tháng 12, 24 tay mới hết hạn nha. Vườn Út cũng đang treo ở ngoài vườn cái hiệu này nè. Nhưng mà loại này thì mình cấm điện nha, electronic nè. Electric nè, chứ không phải là loại như là solar chạc năng lượng mặt trời. Kế đây là pin. Pin này là hai chữ A, 40 ha. 40 cục đó. Coi giá nhiêu, 17.99 là giảm 3 đồng off nha. Xà bông cục nè, hiệu Rose. Đang giảm giá 5 đồng off, còn 12.99 nha. Tháng 12, 24 tay hết hạn. Olay, loại kem mà mình sức để giúp cho cái da của mình nó giảm nhăn, cũng như là chảy xệ, rồi làm mềm da luôn. Giảm 12.50, còn 33.99. Tháng 12, 24 tay hết hạn. Giờ Út đi qua hàng thuốc nè, coi có cái gì giảm giá không. Bột nghệ mà dạng nước đang giảm giá 1000mg ha. Giảm 7 đồng, còn 27.99. Tháng 12, 24 tay hết hạn. Thuốc tan đàm cho người lớn và trẻ em 12 tuổi trở lên mới được uống nha. Út thấy đang giảm giá nè. Giảm 6 đồng, còn 23.99. Tháng 12, 24 tay hết hạn nha. Mặt sau này họ có chỉ dẫn cho mình nè. Và trẻ em dưới 12 tuổi thì không được uống. Khi mà mình bị cảm á, ho rồi kéo đàm á, thì mình uống cái này nha, nó giúp á. Kế bên đây là loại thuốc ho nè, đang giảm giá, còn 15.69, 4 đồng off. Tháng 12, 24 tay hết hạn ha. Loại này á, là cho người lớn và con nít 4 tuổi trở lên mới được uống nha. Và cho ban ngày và ban đêm nè.
day or night thì mình đều uống được. Ban ngày mình uống cũng được, nó không có buồn ngủ. Phía sau này họ có chỉ dẫn liều lượng cho người lớn và con nít thì uống bao nhiêu ha. Thường những cái thuốc mà mình mua đó mình nên kiểm tra với bác sĩ trước khi mình uống, đặc biệt là những cô chú anh chị em nào có bệnh nền hoặc là những em nhỏ có bệnh ha. Thường mình uống những cái loại mà bột đồ đó, nước á, thì mình mua cái mùi cam nè dễ uống hơn là mùi nho hoặc là những cái mùi khác nha. Giống như mùi mấy cái trái này thì hơi khó uống nè đó. Út thấy mùi cam hoặc chanh là dễ uống nhất. Nước súc miệng đang giảm giá nè, loại này ha giảm còn 8.99 đồng, 3 đồng off tháng 12, 24 tây hết hạn. Cái này cho mấy chị em phụ nữ đang giảm giá nha. Tháng 12, 10 tây mới hết hạn. Lúc nào cũng cần, cho nên tranh thủ mua giảm giá vài thùng để dành xài. Lấy giùm đi anh, đâu sao đâu. Trời ơi, chuyện nhỏ, nhỏ như con thỏ. Lấy cho em vài thùng đi, tới 4 đồng off luôn á. Xà bông gội đầu ha, hiệu Head and Shoulder này á, là 2-in-1 luôn, vừa xà bông gọi mà vừa conditioner luôn, dầu xả nha, giảm 3.50 đồng off, còn 10.49 đồng nè, tháng 12, 24 tây hết hạn. Rồi cái bên hiệu này cũng đang giảm giá luôn. Thì giảm 10 đồng, còn 19.99 đồng cho một cặp ha. Tháng 12, 24 tây hết hạn luôn. Đậu hạnh nhân mà loại sấy khô, có cái mùi vị của Korean barbecue ha. Đang giảm 4 đồng còn 10.99 đồng. Út chưa ăn qua cái mùi này không biết ngon không ha. Út hay ăn cái mùi honey á, giống như honey là mật ong á, cũng ngon lắm. Chocolate bar ha, đang giảm giá nha. 21.69 đồng là giảm giá rồi, giảm được 7.30 đồng luôn. Cái này là 30 bịch nhỏ trong này. Thì chính giữa là có hột đậu nè, rồi sữa, rồi bên ngoài là chocolate, rồi có đậu phộng nữa. Cái này mấy đứa nhỏ mà dị ứng đậu phộng thì không có ăn được nha. Mua cái gì à? Từ Sài Thành. À, có oatmeal nè, dark chocolate gia trọng ha, organic thiên nhiên. Thôi cái này á, ở trong cục, từng cục như vậy nè, đang giảm giá nha. Ôi, ngày 27 tây hết hạn rồi anh, giảm 3 đồng, còn 6.99 đồng. Ăn cũng được lắm cô chú anh chị và các em mình, ăn sáng, ăn đồ uống trà đồ cũng ngon, cũng được. Nó có đủ, có hạt ở trong, có hộp oatmeal á, oatmeal là lúa mạch á, từ Sài Thành hay ăn nè. Cái này mấy đứa nhỏ nó mê lắm, con gái Út nó cũng thích nữa, mà ở nhà có nhiều đồ ngọt quá rồi không có mua. Oreo đang giảm giá nha, giảm 3.50 đồng, còn 7.99 đồng, tháng 12, 24 tây hết hạn. Mua cái này về bữa nào làm taco ăn nè. Tortilla bánh bắp á, về cái mình để miếng dầu vô ha, chiên hai bên vàng vàng, xong cái mình làm thịt bò đó, mình ướp với gia vị của người Mexico á, làm taco ăn ngon lắm. Cái bánh này ăn tốt lắm, bắp á, làm từ bắp. Út hay làm taco ở nhà ăn, hoặc là mình có thể chiên hai mặt vừa vàng vàng, xong mình chiên trứng á, cuốn lại cho con mình nó ăn, chấm với cách sập cũng ngon lắm. Lên cái bánh mì này là bánh mì ngọt ngọt, để ăn sáng cũng ngon lắm. Bánh này đang giảm giá luôn, giảm 2 đồng off, còn 5.99 đồng, tháng 12, 3 tây hết hạn. Bên này là mì nè, mì Nhật ha. Rồi ice cream nè, cà rem mà loại có đậu bọc ở bên ngoài ha, đang giảm 3.50 đồng off. Rồi cái bên kia là mấy cái mini cheesecake nè, mấy cái bánh cheesecake nhỏ nhỏ.
giảm rồi, còn 13.99 nè, 6 đồng off. Cái nhỏ nhỏ này mình ăn tiện ha. Yeah, I saw that. Úc với Tư sẽ thành ăn thử cái này nha, coi ngon không? Ăn cũng ngon lắm cô chú anh chị và các em, ăn được nha, ngon. Đồng người ta quá chừng luôn, ai cũng tới lấy cheesecake với lại ice cream nha. Ly bằng nhựa đang giảm giá nè, giảm 2.20 off ha, 8.79. Loại này mình có tiệc cái gì đó, mình mua về mình xài tiện nè, nhỏ nhỏ vậy ha. Tới 150 cái luôn. Ly bằng giấy đang giảm giá nè, 160 cái, giảm 3.50, còn 13.49. Tháng 12 ba tay hết hạn. Thì ly là tháng 12 ba tay hết hạn ha. Gần tới lễ rồi thì mình cần những cái dụng cụ này để cho gia đình mình có tiệc có gì đó cũng tiện. Xà bông giặt cũng đang giảm giá nè cô chú anh chị và các em. Hiệu Thai nè ha, đang giảm 4 đồng off luôn nha. Tới tháng 12 24 tay mới hết hạn. Loại này là loại nước, loại nước mình xài nó tiện và tốt nữa. Đó, đang giảm giá nha. Còn hiệu này thì cũng đang giảm luôn, 5 đồng 40 sen còn 20 đồng 99 sen. Rồi cái này á là brownie dạng thơm á, bỏ vô cho quần áo mềm và thơm ha. Giảm 3 đồng 60 sen còn 14 đồng 39. Tháng 12 24 tay hết hàng nha. Clorox nè, loại diệt khuẩn đó. Có từng tờ giấy ở trong một cái hộp như vậy. Tới 5 hộp như vậy thì họ đang giảm giá cho mình còn 14.99 thôi, giảm được 3 đồng 80 sen. Tháng 12 24 tay hết hạn. Nhà Úc thì lúc nào cũng có hết trơn để mình lau chùi nó diệt khuẩn ha. Nước rửa chén hiệu này đang giảm giá nè. Giảm 2 đồng 80 sen còn 6 đồng 59. Tháng 12 24 tay hết hạn nha. Thịt nè, đây sườn nè, sườn này nấu phở, nấu bún bò Huế đồ ngon lắm, rất là rẻ luôn, có 4 đồng 79 nè. Mình hầm xong cái mình ăn được luôn cái thịt ha. Cái này ngon nè, em thích cái ngắn ngắn á, lấy cái đó đi anh. Cái này thịt bò này để mình ăn lẩu ăn được á, nhúng lẩu ăn cũng ngon, người ta cắt sẵn cho mình rồi. 9 đồng 99 heo ha, ăn lẩu được. Cái này là sườn heo, sườn heo 4 đồng 29 một hào, sườn non á. Có cua hả? Cua đang giảm giá rẻ cô chú anh chị và các em ơi, có 6 đồng 49 một pound thôi nha, rất là ngon luôn. Hai chị ngon chị ha. Dạ, lấy hai con cua có 25 đồng à, mà rất là to nha. Ở chợ mình mua mà cua sống là cũng 10 đô một pound rồi, nhưng mà cái này cũng là cua sống người ta hấp tại chỗ đó. Lựu nè, lựu cũng còn đang giảm giá luôn, 16 đồng 99 cho một thùng lựu. Thùng lựu này 6 trái to ha, 5 đồng off nha. Lựu ăn tốt, ăn tốt cho tim mạch á. Lựu ở Costco là rẻ nhất đó cô chú anh chị và các em. Mình mua ở chợ lẻ mắc lắm nha. Trời ơi, đi ngang nghe mùi thơm thơm phức luôn. Mấy trái ổi nè, nghe bốc mùi. Ổi này là ổi giống Việt Nam mình hồi xưa ở quê, mà ở trong cái ruột màu màu đỏ đỏ đó, hột nhiều ha. Loại này thì mình ăn chín nè. Wow, nguyên một hộp này mà có 4 đồng à, 2 pound nha, thơm lắm. Của Mexico. Khóm, mua trái khóm đi. Lửa trái khóm quẹ không bên. Nhưng mà ngon, lấy đi.
nói vô đây đừng mua gì nhiều, cuối cùng cũng cũng mua xe nè. Bịch táo 3 pound này giảm giá rồi, còn có 2 đồng 49 nè, rẻ ha. Trời ơi cô chú anh chị và các em coi nè, người ta đi đầy hết trơn luôn. Có hai anh bè dễ thương không? Trời ơi con gấu khổng lồ luôn. Cái này mình chui vô chổng cái mình hù dọa mấy đứa nhỏ lễ được á, vui á. Cũng hên là mấy cái like không có dài nha, người ta mới bắt đầu ào vô. Tại vì Út với Tư Sài Thành đi hồi sớm á, nói chứ cũng lần quẩn trong này mấy tiếng luôn. Đi nãy giờ đói bụng khát nước rồi, cơ chú anh chị và các em ơi. Út đi qua hàng đồ ăn nha. Hồi nãy mình tính tiền mình có order 2 cái hot dog nè, với lại 2 ly nước nha. Hot dog ở đây rất là rẻ luôn, một cái bự thiệt là bự, có 1 đồng 50 cent mà cho nước uống nữa. Rồi nước smoothie nè, berry smoothie thì 2 đồng 99 một ly nha. Nước trái cây xay á, giống như sinh tố rồi đó. Rất là rẻ luôn, Costco bán rẻ lắm. Đó, đây là cái menu của Costco nè. Yes, 2 hot dog, 2 berry smoothie. Em trai đó đang làm hot dog kìa. Nóng hổi luôn nha. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cái hot dog của họ rất là đặc biệt. Út ăn Út thấy ngon lắm. Mình mua ở ngoài không có bằng. Thank you. Yes. Đang đói bụng mà nhịn này á hả, chịu không muốn nổi. Út thích ăn này nè, tức gà với lại chi bên trong ha. Bên ngoài á thì cái bánh giống như bánh mì giòn giòn ngon lắm. Còn cái này á thì nó ngọt nè, nó có đường. Thỉnh thoảng con gái Út nó hay ăn lắm. Nó có cái mùi quế nó thơm. Hai ly nước của Út ra. Thank you. Wow, chiếc xe đẹp quá nè. Từ Sài Thành nói nè, Audi mà xài điện nè, đẹp chưa? Đời mới nha. Mình mua là mình tiết kiệm được 5.250 đồng luôn, 100% chạy điện ha. Rồi, chiếc kế bên là BMW nha. Màu đen quá ngầu luôn. Tôi sẽ thành mua chiếc đi, chở Út đi mua cây giống, mua cây nhiệt đới về trồng coi. Trời ơi, đẹp quá cơ chứ anh chị và các em. Khua ha. Cái này chạy xong rồi đeo mắt kiến vô nha. Ngầu lắm. Cái này chạy điện luôn ha anh. 4 cửa cũng chạy điện luôn nha. Mua chiếc xe này tiết kiệm được 4.000 đô nè. Thấy người ta dán chữ không? Member Payless, tức là mình là thành viên của Costco thì mình trả rẻ hơn. Ở trong nó có mấy cái pha lê cần của cái điều khiển rất là đẹp nha. Từ Sài Thành nói bên trong có điều khiển tự động thì đẹp hơn. Quá đẹp luôn. Cái màn ở bên trong rất là đẹp luôn á. Thôi chờ đi. Út mới mua giá số. Ngày mai trở lại nha BMW. See you tomorrow. Có camera cũng có mirror rất nha. Từ Sài Thành nói cái xe này á là mình qua lens qua đồ có camera cho mình coi luôn hết luôn. Nó báo cho mình á. Đẹp ha. Thôi đi về. Đi về đứng đây mê à, mê xong rồi mới mốt mơ quyền mờ á. Giờ Út với anh Tư Sài Thành đi về. Út xin dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các em rất là nhiều đã luôn thương và ủng hộ gia đình Út. Chúc cô chú anh chị và các em luôn được nhiều sức khỏe, bình an và hẹn gặp lại với cô chú anh chị và các em trong video tiếp theo. Bye bye.